đang vây quanh ở giá Ngọc Trinh này. Ngọc Trinh cũng có một nhành lan đây. Đúng. Đấy, con này đẹp, côn. Dưỡng lá tí đẹp. Đây cái tùng 15 triệu ấy ạ. 15. Con này 25. Chân dài 1m1. Trắng như Ngọc Trinh luôn. Đâu mà lâu lắm mới thấy lên đây. Không có đi Ninh Bình không nhé kìa anh. Không. Này là bao nhiêu đấy? Này á. Vâng. 25 triệu. 25 à? Thật rẻ đấy nhỉ. Lại chỉ chơi nhỉ. Hiện dầm đẹp lắm, dầm trứng đẹp lắm. Đấy. Cao độ chắc độ 70, có được không được 70 phân nhỉ? 60. 60. Nếu mà từ mặt bầu lên thì 50. 50. Ừ. Mặt bầu lên. Sáng ngày bị vỡ chậu sao rồi? Con là vỡ chậu kia nhảy zoom nó vỡ luôn đi chậu. Đấy. Nó cây nó chặt. Quách Tĩnh ca ca, chỗ đấy là cháy hay sao mà đấy. Con si bên cạnh là bao nhiêu anh? Đấy, con si đấy. Vâng. 23. 23. Lạnh quá. Ông nào mà thích chơi cây hoàn thiện thì vã ngay cây này là ngon rồi. Hiểu chơi. Đấy. Rất sung xuê. Thân cốt thì khá lùn. Xếp xong. Đấy. Bày lên sân thì nổi lắm đấy. Nổi lắm. Nó hoàn thiện mà, nổi. Nó hoàn thiện bày nổi lắm. Đấy. Đầu lắm mới lại thấy Quách Tĩnh lên. Si 23. Ghê nhỉ. Vít vít vào to kéo ghê, khéo ghê nhỉ. Co kéo. Co kéo. Vun vén. Đây là con nước trẻ. Anh cứ ấy làm đi. Co kéo vun vén. Gì đây các bác? Nhìn gấu đấy. Đây này. Bỏ vun vén vào để vào cái mặt hạ mặt này này. Đây này. Đó. Kiểu như là ruột non đấy, ruột kiểu ruột non đấy. Thực tế mà nói giá hai cây này báo là hợp lý rồi các bạn. Có điều các bác có đúng gu không, với lại có đồ có máu không? Chứ nó tiền nào cũng nói thôi. Con này thì được cái hoàn thiện thì là và form khá là lùn, nhưng mà thân cốt thì cũng tạm chấp nhận được. Đấy, cây Quách Tĩnh si đúng mốt bây giờ đây, nhưng mà đây quay cái mặt này đấy, các bác thấy chưa? Tất nhiên về mà thương mại là ok, bắt được. Danh lá móng, danh lá móng. Hôm nay về quê có việc chạy thì trong quê ra đây các bạn. Lạnh quá. Thời tiết là lạnh của Hà Nội đẹp, thích lắm. Mỗi tội là đi buốt tai, có ô tô thì thích. Các bạn. Đấy. Tùng đây. Thì đang quay các cây của Quách Tĩnh ca ca. Tể tướng Lưu Gù.
lưu gù, để tướng lưu gù. Vâng, em xin. Này chắc ở chợ này có mấy anh rồi. Cây cối bên kia hẻo lắm, hẻo lắm. Quy trình được ra mini, con này còn mini đây. Da trắng như Ngọc Trinh này. Đây, ở đây có hai em Ngọc Trinh. Đây nữa. Da trắng như Ngọc Trinh này là bao nhiêu anh? À đấy, số ấy nhỉ? 0942 455 890 0912 45 0942 455 590 nhớ chưa? Đấy, hỏi để biết Ngọc Trinh bao nhiêu đấy. Trắng như Ngọc Trinh. Anh em thiện chí thì cứ ấy nhé, thì báo giá lúc ý nó thiết thực hơn. Đấy, đấy. Tí là Quách Tĩnh đi bán Ngọc Trinh này. Bán Ngọc Trinh. Đấy, anh em thích cây nào cứ sau alo nhé. Lan này, tôi không biết lan này lan gì, tôi đích biết các dòng lan đâu. Lại được nhành đột biến ở trên cây tương. Lá xấu à, có vẻ hơi yếu các bạn nhỉ. Đấy. Mặt một phía. Đây là kiểu như lão bà chải tóc các bác nhỉ, một phía ấy, một phía lão bà chải tóc, cây dáng cổ các bác nhá. Nói văn vui ví von như vậy nhưng chứ đây nó là một cây dáng cổ, dáng cổ và cũng khá là nhiều tiền. Anh em thích thì alo Quách Tĩnh. Đây mang cái gì anh? Mang đây mang cái lạc rộng hoa giấy như thế cả. Chợ búa cuối tuần mà ít người quá nhỉ. Rét quá hay sao? Hôm nay mới chính thức rét. Đấy. Cái này được phết. Ai thích tung cao chứ cái này được phết. Đấy, các bố lão ngồi hết trong kia kìa. Đấy, thợ thuyền rồi là khách cứ ở trong ấy hết. Bằng lấy xe, đăng ký xe, nhấp ảnh, giấy khai sinh, bằng khen, giấy khen. Đây, mặt sau của Ngọc Trinh đây. Nhấp bìa đỏ, quét ký vào nhá. Và tất cả các loại giấy. Bắt đấy, ký cây nào là bắt cây đấy. Đấy, mình tùng thì rất nhiều đây các bác. Tùng nhỏ nhỏ có, to không có? To không có, nhỏ có. Đấy. À đây, có cây hoa giấy đang có hoa đây. Cây hoa giấy là của em à? Không ạ, của nhà xe này. Đây, chắc hỏi bác này. Hoa giấy có biết bao tiền không anh? Hoa giấy có biết bao tiền không? À bán rồi, bác này hỏi. À bán 18 triệu rồi. Đấy,
rực rỡ quá. Bán rồi à? Chắc người ta chưa trở về đấy. Xung xuê, buông mảnh, liễu rủ. Nhấp dẻo, nhấp dẻo, nhấp lắc tích, tới ngay. Để đảm bảo cho tất cả các loại. Đấy. Ở bên này là cây của tòa này. Thông này. Thông này điệu hết đấy. Đấy, chơi cái cây này cho một cái thống cũng đẹp đấy. Thông mà. Thông lá 2, thông lá 2. Lá 2. Đấy. Chơi cây lá kim này cũng hay mà, các bác. Rất hay đấy. Đấy, thông mà. Cái này là của Toàn này. Toàn Hải Dương ấy, nhưng mà chắc đang ngồi uống nước rồi. Đấy, nhìn có một cái xương bằng một cái thanh thanh kem to này. Mình cuốn theo, bó theo. Hoa giấy đã bán. Cái ổi à? Đấy, ổi đấy, ổi. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Không, đây, ông chủ kia. Cái rành rành đấy. Hoa giấy đây. Nguyệt quế. Ok các bác, để sang gian hàng khác phục vụ các bác khác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn. À đây, quay lại cho quách tính làm đến đâu rồi cây này. Đấy, đang ngốt đấy, đang sốt. Đang sốt đấy. Cái mầm nào ấy là giật lại. Nuôi si sướng lắm.